Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp dao cho máy 360 nha. Đầu tiên các bạn sẽ dặn cái phần màu vàng này ra. Rồi sau đó các bạn thả lưỡi dao vào. Các bạn chú ý là lưỡi dao của mình có hai đầu như thế này nha. Mình sẽ cho cái đầu này xuống dưới. Đây là cái phần cắt nha. Đây là phần lưỡi dao cắt. Rồi các bạn đẩy dặn cái phần màu trắng này. Nó sẽ đẩy lưỡi dao của mình lên. Chỉ cần cho nó hơi nhô lên chút xíu là được. Rồi, sau đó các bạn sẽ dặn cái phần màu vàng lại, cho nó giữ lại. Rồi, như thế này là xong. Trong quá trình sử dụng, nếu mà lưỡi dao có mòn, các bạn muốn thay dao, sẽ đẩy cái phần này lên. Rút lưỡi dao ra. Rồi thả lưỡi dao mới vào. Vậy là xong. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp trụ dao vào máy nha. Đây là phần giữ trụ dao của mình. Mình chỉ cần thả trụ dao xuống thôi. Các bạn chú ý là để cái vòng màu đỏ ở phía trên như thế này là sai. Cái vòng màu đỏ của mình nó phải nằm ở phía dưới nha. Rồi sau khi đã nằm phía dưới rồi, các bạn chỉ cần dặn siết lại cho giữ lại thôi. Như thế này là xong. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số chức năng cơ bản của máy ạc 360. Bây giờ mình sẽ gắn giấy để mình cho chạy thử máy nha. Khi mà máy được bật lên á, nó sẽ hiện hai cái thông số được viết tắt là chữ S với chữ F. Chữ S ở đây là tượng trưng cho cái tốc độ cắt, chậm nhất là 20 và cao nhất là 800. Mình thường cắt ở khoảng 400 tới 500. Thì cái này tùy vào file mà các bạn điều chỉnh thông số cho thích hợp. Chữ F ở đây là lực cắt, là lực của mũi dao. Trước khi cắt bất kỳ một đề can nào thì các bạn nên test thử trước. Nếu mà đường cắt của mình nó quá sâu á, thì các bạn giảm lại. Ở đây nó có hai nút điều chỉnh. Nút qua lại là để điều chỉnh cho lực cắt, lên xuống là cho tốc độ. Nếu mà lực cắt nó quá sâu thì các bạn giảm ép xuống. Nếu mà nó cắt chưa có gách đề can á, thì các bạn tăng lên. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Để di chuyển được đề can của mình, các bạn nhấn pao. Sau khi tới vị trí mà muốn cắt á, các bạn nhấn định vị. Và ở đây nút test nó sẽ cắt thử cho mình. Như vậy là được rồi các bạn.